Máy đầu tiên em ha. Trời ơi, cái bếp đèn nó cơ ngực cũng vàng rơi luôn rồi. Ồ, bếp đèn sau cũng đẹp lắm. Ừ, bự nè em ơi. Anh em coi ra nắng ngực nó chiếu xanh nè em. Ồ, đẹp anh em ơi. Rồi, một con đầu tiên nha anh em. Quá đã anh em ơi. Rồi, quả mới đẹp quá anh em ơi. Con nào cũng lông mới tinh nè em ơi. Đèn cận luôn nè. Con này lông còn chưa khô nè, mấy cái đầu còn nó trắng nè. Đó, kêu cũng ra miệng anh em. Ngoài chém ghê lắm nha nè. Rồi, thứ hai nè, để má lên xíu nữa còn chuyện nó làm ghê lắm mà nó không đá bên này ra trước à. Ok nè, nó kêu ra miệng luôn em thấy không? Rồi, ok, con thứ hai. Rồi, em chào buổi chiều tất cả anh em nha. Chiều hôm nay thì em tiếp tục quay những con hàng ế anh em ha. Ế trong nhà em, đó, chim của em nó ế quá anh em ơi. Em quay mấy con chim ra để em chia sẻ anh em nha. Đó, ế thì thôi chứ anh em mà anh em nào mà cần thì cứ alo em nha anh em ha. Bán buôn bán mà ế ẩm là bình thường anh em, nhưng mà anh em những con hàng này anh em, những con hàng này không, mình không thể nào mình hạ giá được anh em, tại cơ bản là nó rất là chuẩn anh em. Thứ hai anh em ha, cơ bản là mình mong muốn như vậy anh em ha, thì nó chưa thực sự lọt vô mắt của anh em nên nó còn ở nhà thôi anh em. Chứ thực sự là những con này thì mình phải kìm lại anh em, mình phải kìm, cơ bản mình nếu không được mình cứ ủ mua anh em ha, nên anh em thông cảm nha. Đó, kè mấy con chim nhà hôm bữa đó là con chim lồng nguyên sắt này anh em, em nói là em chia sẻ cho anh em combo một đồng nha anh em, là em nói là con chim nó sắp rất lâu nha, sắp rất lâu nha, mà hôm qua có anh kia bình luận nói con chim đang rất lâu mà kè vô vậy là biết thiếu chuyên nghiệp rồi. Thực sự là con chim này không phải là rất lâu nha, mà đang chuẩn bị rất lâu nha. Có nghĩa là em đưa cho thành nó muốn ủ lông để mà nó rất lâu nha, nhưng thật sự nó chưa rất lâu nha em ha. Nên là mấy em mới kè vô mà em nói anh em nghe chưa rõ, anh em nói là chim rất lông mà lại kè vô nên là thiếu chuyên nghiệp này nọ anh em. Thực sự là em cũng cảm ơn những góp ý của anh em rất nhiều nha. Thực sự là em đính chính lại con này không phải là đang rất lông hay là rất lông chưa xong, mà là nó đang chuẩn bị rất lâu anh em. Nó chưa rất lông, gọi là nó chưa báo lông luôn nữa, nhưng mà em thấy lông nó cũ thôi nên em mới xả cho anh em, để cho anh em về anh em biết chơi vậy anh em ôm để anh em dựng lại anh em ha. Anh em có thể anh em chăm lông lại mùa mới anh em chơi anh em ha. Đó, chứ không phải là chim đang rất lông mà em được kè chim vô để chơi, để cho nó chơi, để cho mà cho nó hư chim anh em ha. Đó, anh em ha, chim chuẩn bị rất lông chứ là rất lông anh em, để anh em nghe rõ để anh em hiểu lầm anh em ha. Rồi anh em thấy cô lòng muôn người nè, thật sự nó, ở ngoài nó rất tốt chất nè, nên em nhiều khi nó em cũng có khá nhiều anh em hỏi nè, nhưng mà cũng hứa rồi nè, thì thật sự là nó cũng em cũng chẳng buồn gì anh em. Cơ bản là con này thì anh em nào có duyên thì anh em cứ có cơ hội anh em sở hữu anh em ha. Chứ thật sự rất hay anh em ha, em thấy nó chơi thái độ rất ghê nè. Em hoàn toàn làm kè chim trống với anh em nè, em không cần kè chim mái nha. Đó, chim này đang rít anh em thấy không, chứ không phải là nín anh em, đang rít nè anh em thấy không, chứ không phải là nó sợ vậy nè. Đó, nên em cứ nhận cứ bình thường vậy em ha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em ha, chứ em cũng chẳng lo gì. Còn ở đây mới là những cái thành phần mà em ấy nè, những con này, mấy con này lúc trước là em nói với anh là nó đang báo nó cũng sắp sửa rất lâu như vậy nè, nhưng mà hôm em bán em chia sẻ em ra cho báo em là 6 xị combo nè đó. Nhưng mà những này thì có thể em chia sẻ rẻ cho em luôn em ha. Anh em có nhu cầu thì em có thể em xả chia sẻ, em xả cho anh em luôn để anh em về anh em chăm lông ấy. Thật sự là em ngán chăm lông anh em, chứ em mới chia sẻ rẻ anh em ha. Nhưng con này anh em có điều kiện anh em ôm lông là 2 lông rồi rất là ok anh em ha. Đó, ngày hôm nay thì em cứ chia sẻ cho rẻ anh em 500.000 bộ anh em ha, khỏi cần lấy anh em, lấy 2 bộ thì em giảm anh em ha. Đó, cái câu này là hôm bữa này là rất nhiều anh em hỏi nè, con là làm đến nào mà thanh nè, hôm bữa rất nhiều anh em hỏi luôn. Nhưng mà thật sự là những cái anh em nữa thì ở xa, cũng như anh em thì ngại từ ship anh em này nọ, nó có nhiều vấn đề lắm anh em. Đó, ngày hôm nay thì em vẫn chia sẻ cho anh em luôn, nếu mà một bộ thì 5 xị em nha, 2 bộ thì em giảm xuống 1 xị nữa nè, để cho anh em về anh em chăm lông. Thật sự là mình ớn chăm lông anh em, chứ không phải là mình ấy anh em ha. Còn những con mà nó rất lông rồi là em sẽ ủ lông anh em ha.
rất lâu để ủ lông rồi cho nó rất luôn, còn con này nó báo nó chưa báo lông nhưng mà lông nó cũ thì anh em về anh em cho nó anh em chơi thời gian nữa anh em ủ đi cho nó thay lông. Thực sự chim nó 6-7 tháng lông nó thuần hết nè, thuần em nó thuần chim chứ không phải là nó nhát làm sao, thực sự là 6-7 tháng lông thôi nè nè nè. Con này thì có bông mai mà chỉ bị xịt keo nữa mày, nào cũng bông mai nó dạng rơi vậy nè, nè chiếm dạng nè đó, nè thấy không, bán có mấy trăm ngàn bộ luôn, lòng nó có lòng hết trăm cái trăm ngàn anh em, nên anh em về anh em ủ lông, anh em có thời gian anh em ủ lông chơi là ok. Còn thật sự nếu anh em mà lấy số lượng thì em giảm nữa, chung là giá này em cũng bán được anh em để chia sẻ cho anh em ha, thì cơ bản là em ngắn ôm lông chứ không phải là gì đâu ha. Đây anh em không, đây cũng là một con chim khá là hay anh em, xì chém ngon lành anh em, nhưng mà anh em thấy lông nó cũ không đó, anh em cũng xả cho anh em ha, xả cho anh em luôn, xả anh em 5 sỉ luôn cho anh em về anh em chăm lông luôn nè. Nên là chim bữa hôm trước em quay em phải bán 7-8 sỉ vậy nè, nhưng mà hôm nay thì em cần thì em xả cho anh em 5 sỉ luôn cho anh em về anh em ôm lông ha. Chim này là chưa rất lâu anh em, nhưng mà nó đang lông cũ vậy nè, để em muốn xả cho anh em luôn. Chim này nên nó thường em để cái là thổi sát vô cái lồng luôn quay lại nè đó. Nhưng mà con này lúc trước anh em nào theo dõi em biết liền chim mình xì chém nè, chim mình trong cái cầu lồng công nè đó, chim mồi anh em đó, anh em về anh em chăm lông lại từ từ cho chim thuần anh em đó, kêu đó 5 sỉ luôn em, cho anh em về anh em ôm lông luôn nha đó, giờ này 5 sỉ hết nè anh em, cầu mấy con này thì lúc trước anh em nào có theo dõi anh em thấy thái độ nó hết rồi nè, anh em thấy anh em nhìn thái độ anh em biết hết rồi đó, 5 sỉ cho combo cho anh em về anh em ôm lông. Con này bước chơi ghê lắm nè, cơ bản là cái mùa này mùa mưa anh em chim nó không có lửa nhiều nữa ha, mùa mưa cái bão này chim nó không có lửa, nó không căng lửa để cho anh em xem nữa ha. Còn đây là một con chim mà em nghĩ là nó sẽ tốt nhất nè, cái hình nó là gọi phải là hết thuốc nè, cái hình đó nè, cái hình nó rất là đều chim dài đòn mỏng lông mà nó ôm lông đẹp lắm nè, mà lưng tôm anh em ha, nói chung là cái hình bộ nó cực kỳ đẹp luôn nè. Anh em nhìn lên nè, chim khá thuần đẹp, cào sát cho lồi lồng anh em thấy không, không nhảy nè, cao cầu lưng tôm rồi cái hình bộ thì hết thuốc nè, lông lá ôm lông sắc đẹp luôn nè. Con này mà nếu mà nó anh em nuôi mà nó chơi là nó đẹp lắm nè, bộ đẹp lắm nè đó. Những con chim này là những chim là em muốn mua nè, nó cao cầu không, lưng tôm không, mình dài đầu đẹp luôn nè, mình ống dài đầu ha. Cái này thì không phải nó 5 sợi luôn, 5 sợi cho anh em thì anh em nên ôm luôn. Mấy con này thì chim em nghĩ là đẹp lắm ha. Một là đẹp, hai là có tố chất, hay là có nết căng này nọ đây em mới quay kia chia sẻ em anh em ha. Nè, em thấy hình đó nè. Dài đòn mà nó bình ống dài đòn mà nó ôm lông sắc lạ nè. Đó, 5 sợi cho anh em xin về anh em ôm lông anh em ha. Đây anh em 5 sỉ em bé, anh em là combo anh em ha, anh em về anh em nhanh tay về anh em ôm lông, con này đẹp anh em à, con có lông đỏ đây anh em đó, những con này anh em nha, xin tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh em nha, cảm ơn anh em đã xem video anh em ha. À, con này cứ may bị chích keo rồi nè, chụp trà ghê nè đó. Ngay bây giờ sẽ kêu rồi. Đó, chào anh em. Bữa nay anh em đi bẫy chim mà y như là đi tai nạn. Tai nạn gì? Bữa nay anh em đi nguyên tem luôn nha anh em. Đó, bữa nay đây có mấy anh em đủ theo đi bẫy chim cho anh em. Ok, chào buổi sáng cả anh em nha. Rồi, chúc anh em ngày mới tốt lành nha. Ở đây anh em mình đi bẫy chim nha anh em. Về tới luôn hả? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Quay lại. Ở đâu? Hết á. À. Mồi đang chơi đó. Ở đây nè. Con mồi con già bữa hổm nó đu rồi, bữa hổm đu lụm bữa rồi. Nè, anh em thấy nó không anh em? Sát mấy cây nè. Hôm bữa nó đu lụm hơn bữa rồi. Nè, bữa nay em đi con mồi này là con mồi Lào mà hôm bữa em nói của em Thanh đang giữ nè.
Bữa nay là em đem về em ha. Màu lào anh em. Đây là con mái nè, với con lừ, con chim mái của thằng em đi theo nè. Với con chim màu tập sự em ha. Đó, bữa nay là lực lượng khá đông anh em. Theo là hết dây điện luôn á. Chỗ này nó im quá nè em ơi, nhưng mà cái xe qua lại nhiều quá, anh Thanh nó phải giác nó vô. Máng vô trong hàng rào xíu để xe qua lại luôn. Chim vừa lại tới là xe đi tới. Có chui luôn hả? Nó thèm lắm rồi phải không, mà xe quá gần về tới lụp đó là xe chạy ngang cái này nó quảng bay lên. Bữa nay mình vô chỗ lại anh em, nên mình không phải thú địa anh em, thằng em dẫn đi anh em ơi. Thằng em thì nó quánh cái đường này nhiều, biết chim chứ cũng đi anh em ơi. Mình nó vô đây là mình thua, là mình phải nhường lại cho em nó làm quyền dẫn đường à. Má, bữa nay vô cái chỗ này đẹp quá anh em ơi. Anh em coi là rừng cao su này nè. Cao su mà cặp đấm mì. Trời ơi. À, bỏi về anh em ơi. Để em vô kiếm mấy em bỏi rồi coi. Đi nãy giờ cũng hơi bị lâu mà không có thấy bỏi về anh em ơi. Tại mà đi bữa nay hơi trưa anh em. Hơi trễ anh em ha. Bỏi nó trú anh em ơi. Rồi, tới anh em ơi. Đó, về rất bình máy nha. Lập máy nè. Đứng kế mặt cái lập luôn rồi. Hoang trống đẹp quá anh ơi. Như beo cái gì em ơi? Dạ. Dạ beo thấy giống beo quá. Trống đẹp quá, dài sập thôi ơi. Nó qua bên mà Lào thôi ơi. Dùm xa quá, bể hình không thấy. Trong cao su này mà nó hơi khó coi nè mày. Cái này hồi dính thì mình quay anh em xem chứ còn không thấy được trực tiếp rồi. Đang cái đứng lên cánh lập nha anh em. Đứng cánh lập luôn anh em ơi. Con này 100% luôn chứ đừng 99 nữa. 100% sẽ đá anh em. Đó, trời ơi. Thử con Lào nó cắn không nha anh em. Tại vì nó qua Thái Long mấy tháng là mới xong anh em. Mới đi lại bữa đầu tiên nha anh em. Nhảy qua coi, lấm, đó. Hết hồn thôi anh ơi. Dính này nha em. Dính này nè, tại mấy tháng nó ở trong lập đâu. Rồi, để coi con nào về không anh ơi. Coi con nào về nữa không tính nữa. Nó đang nhảy qua tính cắn cái lập đập hết hồn cái gì. Lâu quá không biết lập. Thì đi bữa hàng quen lại. Con beo hoang già mà anh thấy đẹp quá anh ơi, đèn kịnh anh ơi. Anh coi, thấy nó dài lắm anh ha. Dạ. Đó anh coi coi. Má, trời ơi, nó bự dữ trời. Thấy anh? Ôi ô, con này bự không nội ô. Ủa, cái đầu lên đen Thanh. Cái đầu nó thâm đen Thanh. Có phải không? Sao kìa, thấy cái đầu nó thâm đen kìa. Lông nó nhỉ. Phải không? Mấy con kia cũng vậy. Đẹp bự quá bự ha. Trời ơi, nó già rồi. Trời ơi, như nó quyên không nội. Ôi, đụ má trứng bự. Kỳ lạ. Đây. Đây nè. Mấy đầu tiên nè ha. Trời ơi, cái bếp đèn đó nó cơ ngực cũng vàng rơi luôn nè. Ồ, bếp đèn sâu cũng đẹp lắm. Bự nè em ơi. Anh em coi ra nắng cái ngực nó chiếu xanh nè anh em. Ồ, đẹp anh em ơi. Rồi, một con đầu tiên nha anh em. Quá đã anh em ơi. Rồi, đây nè em ha. Anh em mình mang kỳ tiếp theo nha anh em. Có con bỏ nó về anh em ơi. Nhưng mà cái chỗ này không có mấy chỗ máng cây mà máng lụp anh em ơi. Cái lụp con trống mình máng đây anh em ha. Lụp máy mới cái này nè. Nó khuất những cây anh em. Chung là cái đi hành không được thuận lợi lắm anh em ha. Nhưng mình chú ý quen trống anh em. Đó, chém anh em, bỏ đi tới anh em. Đây, bỏ về anh em. Chắc chuyện gì em ơi,
còn trống già nghe chém miếng kia nè mày, mà chắc chuyện gì trước hay gì đây mày, em nghe trống già nó chém bên trống kia, còn còn chém ngoài trống đầu đàn nè đó, đó chuyện nó kêu dữ à. Ủa xuống nó mì nè mày, xuống nó mì nè mày, trời ơi con bỏ già vậy đá mua lụp em ơi, con bỏ già về đá lụp em ơi, thôi nãy giờ đá mày bấm quay không kịp em. Rồi, qua mà lập máy này. Nãy bà về nhức màu già nó chớp mà lại không chớp nó quá là đây mày. Em quay không bấm quay không kịp. Vậy nên qua lập máy nó quay nó chìm chìm lên đen anh em. Đường đá máy 10 đá trong cho nó đã 10. Đường đá máy không. Anh tắm quay cho đẹp nè. Nãy bà nhức chốc nè. Rồi, anh em ơi, rớt qua máy anh em mày. Nó qua máy nè mày. Quá à, thì tình đang đã thì nhớ con máy gì rồi. Em ngồi cách khá xa nè ha. Nó tối nè ha. Rồi. Đấy, con trống này khá hay nè mày, nó về nó chém kia nè. Nó chém kia lắm mà nó không nó qua. Rồi nó về nó chớp đá trống. Mấy cái gì cái nó qua nè. Rớt vô máy bà rồi. Cái nhẹ ra con này nãy giờ nó căng lên nó trống rồi đó. Ủa con nào vậy? Cái con chiền nó bay xuống nó mì hết hồn tụi nó con chim nó xảy chứ. Con trống dính lập này còn đây nè. Con này mày. Lòng mới tin nha nè. Bỏ mưa này đẹp quá nè mày. Con nào cũng là lông mới tinh nè mày. Đèn cận luôn nè. Con này lông còn chưa khô nè, mấy cái lầu còn nó trắng nè. Đó, kêu nó ra miệng nè. Ngoài chém ghê lắm vậy nè. Rồi, thứ hai nè. Để em án lên xíu nữa, còn con chuyền nó làm ghê lắm mà nó không đá bên này ra trước à. Ok nè, nè. Nó kêu ra miệng luôn em thấy không? Rồi, ok. Còn thứ hai.